Xin chào bạn, hôm nay thì mình làm một cái video, mình nấu thử cơm và có cơm cháy ở trong cái nồi Toshiba Go này nhé các bạn. Thì nhiều người đánh giá cái nồi rất là cao, thậm chí còn còn cao hơn cả những dòng tô chuông mà tô chuông thường đấy các bạn. Đấy, thì giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mình nấu cơm. Đây, nồi này còn rất là đẹp. Thực ra cái nồi này là mình khách chốt rồi các bạn, nhưng mà hôm vừa rồi đi vận chuyển đấy, người ta làm nó bị cái này bằng thiếc này, đấy, bằng kim loại này, thế là nó móp vào, thế là về mình phải nắn ra. Thì nó bị gió đi móp vậy, anh khách anh không lấy nữa, thì giờ mình đã nắn lại rồi, nó bình thường rồi. Đấy, giờ mình sẽ quay video, mình sẽ nấu cơm và nấu cơm cháy cho các bạn xem nhé các bạn. Này, cái gạo mình đã vo rồi, giờ mình đổ vào đây. Thì về cái nguyên tắc các bạn, cái nồi 1 lít một thì các bạn nồi 1 lít 8 thì các bạn không thể nấu cơm mà khoảng một bát gạo hoặc là nửa bát gạo được, tại vì trong nồi quá nhiều không khí thì cơm nó sẽ không ngon. Thì nồi 1 lít 8 thì các bạn nấu tối thiểu cũng phải từ 2 bát gạo ấy các bạn. Rồi, mình sẽ bỏ thêm nước. Những cái dòng nồi mà có áp suất lớn thì các bạn chú ý là mình sẽ bỏ, đặc biệt riêng nồi cao tần ấy thì các bạn bỏ phải ít nước hơn nồi Việt Nam rồi, nhưng mà riêng những dòng có áp suất như thế này thì các bạn cũng phải bỏ ít hơn những cái dòng nồi cao tần thường luôn. Đấy, tại vì nó không bị mất nước nhiều như những dòng nồi kia. Gạo này thực ra là gạo quê mình, nó không được hình thức, nó không được đẹp bằng gạo mình mua trong siêu thị. Rồi, giờ mình sẽ bật chế độ nấu. Này, cái tem mình dán vào thôi nhé các bạn, không sao, mình lột ra được. Đấy. Đây, các bạn chọn gạo trắng này. Đây là tô gù đây. Thì mình bạn nào đang có một cái nồi như này thì các bạn chưa biết cách sử dụng thì các bạn có thể xem video này luôn. Đấy, đây phím menu nhé các bạn, mình chọn gạo trắng này, cái bên này là gạo không vo, đây là gạo lứt này mầm. Đấy, còn đây là cái chế độ này thì thêm mình cũng không có rành. Đấy, mình chọn gạo trắng xong rồi thì mình nhấn menu một lần nữa để mình di chuyển bằng phím này các bạn này. Đấy, đây là nấu nhanh này, nấu cực kỳ nhanh này. Đây là nấu cái này như nấu sushi, cái này nấu xôi. Đấy, nấu xôi có cháy, còn cái này là nấu hạt, cái này là nấu bình thường, cái này là nấu cơm mềm, này nấu cơm dẻo, cái này nấu có cháy, đây nấu có cháo, nấu cháo này các bạn. Đấy, thì mình sẽ về cái mục nấu có cháy này nhé, gạo trắng nấu có cháy. Rồi giờ mình sẽ ấn nút nấu 70 phút nhé các bạn. Đấy, đèn trên không nhé các bạn. Rồi thì các bạn chờ mình 70 phút sau mình sẽ cho các bạn xem chất lượng cơm cũng như chất lượng cháy nhé các bạn. Rồi các bạn chờ mình nhé. Rồi đây thì thời gian giờ đã hết, cơm đã chín rồi nhé các bạn. Thì giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem chất lượng cơm và cháy bên, ơi nóng quá, và cháy bên trong luôn. Đấy, các bạn nhìn cháy này, cháy của Toshiba. Đấy, cháy của Toshiba, rồi của Pana, của Juji thì nó cũng như thế này thôi các bạn. Thì có Tiger gốm thì nó cháy, nó có nhiều mức độ chọn thì các bạn có thể cho nó cháy vàng hơn, chứ còn những dòng chỉ có một mức thì cơm cháy chỉ như này thôi nhé các bạn. Đấy, bạn nào thích ăn cơm cháy thì mình nghĩ trong tất cả các dòng các bạn nấu cơm cháy mà ngoài trừ Tiger gốm thì nó xem nhau hết nhé các bạn. Xong này xong sóng nó tạo bọt nó đều hơn. Đây, cháy đây các bạn nhìn thấy cháy nhé. Rồi giờ mình sẽ nếm thử cơm. Đấy, các bạn nhìn hạt cơm này, đấy rất là săn nhé các bạn. Cơ bản là dòng này áp suất của nó gấp 4 lần dòng mà tô chung thường đấy các bạn. Cơm rất là săn, rất là dai nhé các bạn, rất tơi luôn. Các bạn nhìn này, đấy bên này thì này, cháy đây. Đấy, tô thì nó có một cái cảm giác là vị ngọt của nó hơn những dòng khác các bạn. Đấy, vị ngọt của cơm của tô thì nó hơn những dòng khác, dai thì tất nhiên nó không bằng Juji rồi. Thực ra thì về cái mức, con này cũng thuộc dạng phân khúc cao cấp nhất đấy các bạn. Thì nó xem nhau các bạn, có cái là ví dụ như cơm dai, cơm mềm, rồi cơm tơi hay là
cơm cơm ngọt đấy thì nó khác nhau rồi. Thì mẫu nồi này mình cũng đang bán giá là 4,8 triệu, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.